Sau trận bão ngập lụt thì cây đào này nó đã không còn được đẹp nữa, thì sẽ phải đánh lên và cho ra một cái vùng đất khác để năm sau mới được chơi. Đấy. Các anh em nông dân là làm cây đào chơi Tết rất là vất vả, lại phải chờ đến sang năm mới được chơi cây này. Năm nay là về bờ sớm. Thế tính ra là năm nay là không có đào để chơi. Đấy, nếu mà muốn mua đào thì chơi thì lại phải đi ra nhà khác mua. Nên là anh em nông dân là rất vất vả. Đợt Đấy, trận thuận vào thời lợn tiết đang được thì chuyển được. lỗ thôi, không có nhân thịt. Sau khi chuyển tới vùng đất mới thì sẽ cắt tỉa bớt cành đi để cho cây nó khỏe mạnh, thì năm sau thì mới có thể tính tiếp được, chưa biết được nó có đẹp không nữa, nếu không đẹp thì ai mà mua được nhỉ. Đấy, là quý vị theo dõi video mà có chăm sóc đào thì biết cây đào nó xấu thì mình sẽ phải sửa như thế nào, thì thông qua cái video này mọi người có thể học hỏi và làm theo các cái anh nông dân làm như thế này nhé. Vì cây đào sẽ cho ra hoa một năm một lần vào dịp mùa xuân. Đấy, nên là gia đình nào cũng muốn có một cây đào đẹp để chơi. Nên là trận bão vừa rồi rất tai hại, làm cho những người nông dân không thể trở tay kịp, nên là ngập đào, ngập quất. Nên là không biết năm nay là có đào quất đẹp chơi không nhỉ. Đấy. Sau khi tỉa tán xong thì sẽ được bù đắp một ít đất ở trên này. Đó, mình sẽ cho nó vào gốc như thế này. Bồi đắp cái đất mới cho vào. Đây là một vài cái gốc đào đã chết. Đấy, người nông dân người ta rất là vất vả. Làm một năm nhưng mà chỉ cần một cơn bão đi qua thôi là có thể là không còn một cái gì cả. Đấy, thì rất là mong quý vị khán giả theo dõi video này. Đấy, luôn ủng hộ người nông dân để có kinh phí để tiếp tục họ được làm cái nghề mà họ yêu thích nhé. Rồi, thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ủng hộ mình để cho mình tiếp tục ra những video khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.